Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Can Fit Củ Chi. Thì hôm nay mình nhận được cái con laptop Dell Inspiron 5110 nha các bạn. N5110. Thì hiện trạng của cái con này đó là cắm vào là ăn dòng cao nha các bạn. Cắm vào là chạm dòng nha các bạn. Ăn dòng cao. Đó, và mình đo vị trí của nguồn 19V thì mình không thấy sọt nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ đo cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ đo cái vị trí 19V nha các bạn. Đây, đó, các bạn thấy là tổng trở nó bình thường nha các bạn. Mở lên cho các bạn coi. À, các bạn nào quan sát cho mình à, tổng trở mấy cái tụ 19 là rất là cao nha các bạn à, tổng trở của mấy cái tụ 19 rất là cao à, nhưng mà nó vẫn bị khi mà cắm nguồn nó sẽ đá dòng nha các bạn, cho nên là mình không có dám cắm thử, cắm sợ nó bị lỗi nha các bạn à, tổng trở đây. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái khu vực cái bo nhỏ này nha các bạn. Khu vực bo nhỏ này qua cái con phết này, phết nguồn thứ nhất đó, và vào con phết thứ hai là con BU4002 nha các bạn đó, nó sẽ vào con thứ hai là con BU4002 đó, đây là con phết nguồn thứ hai nha các bạn, để mình kiểm tra xem là nó có bị cái gì hay không. Ở đầu bên đây là tổng trở nó ok nha các bạn. Ồ. Phía bên cực D này có vấn đề nha các bạn. Đó, tổng trở có 4 con máy nha các bạn. À. Phía bên cực D này có vấn đề. Như vậy là từ cái vị trí của gia cái adapter nha các bạn, cái dắt nguồn adapter mình cắm vào đó, qua con phép này. Đó, đây mình coi. Ồ. Vị trí đầu vào thì không có gì nha các bạn à, vị trí mà nguồn vô nè bình thường. Rồi phía bên đây, ồ như vậy là từ vị trí con phết đây là cái mình xin nó coi, đây là cái con BU3801 nha các bạn, BU3801 à, tại vị trí con BU3801 đây mình sẽ đo cho các bạn xem là tại chân ếch nó có vấn đề nha các bạn à, tại chân ếch của con BU3801 có vấn đề à, từ adapter vào cực D này không có gì nè, qua chân ếch có vấn đề, từ chân ếch này qua chân D của cái con BU4002 nha các bạn đó à, như vậy là bây giờ mình sẽ gỡ cái vị trí cái bo nhỏ này ra nha các bạn, xem là cái tổng trở nó lỗi phía bên nào nha các bạn. Rồi sau khi mình gỡ cái bo nhỏ này ra rồi nha các bạn à, bo nhỏ này gỡ ra mình để đây à, bây giờ mình sẽ đo vào cái con cực D của cái con BU4002 nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đo vào cực D BU4002 xem cái tổng trở nó có bình thường hay không nha các bạn à, các bạn quan sát cái đồng hồ của mình. Ô, như vậy là cực D nó đã bình thường nha các bạn. Như vậy nguyên nhân là nằm ở trên cái bo nhỏ nha các bạn. Sau khi mình đã lội cái bo nhỏ nó ra đó, thì cái phần BU4002 cực D không bị lỗi nữa nha các bạn à, ok. Rồi như vậy nguyên nhân nằm ở cái bo nhỏ nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra đó, mình sẽ kiểm tra cái bo nhỏ này nha các bạn à, bo nhỏ này là nguyên nhân dẫn đến nguồn 19 nó bị sọt nha các bạn. Để mình xem cái cực ếch của cái con
BU3801 nha các bạn. Nó qua một cái tụ đây, BC3806. Rồi, chính xác là ngay cái tụ BC3806 này nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đo. Rồi, mình sẽ đo cho các bạn xem là ngay cái tụ BC3806. Ok, chính xác là tại vị trí này nha các bạn. Tại vị trí này. Rồi, bây giờ mình sẽ loại bỏ, mình remove cái tụ BC3806 này ra nha các bạn. Remove cái con BC3806 ra. Đây. Chính xác là vị trí này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ remove cái tụ này ra. Xem nó có hết sọt hay không nha các bạn. Rồi, mà mình vừa cái remove cái BC 3806 ra nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đo lại. Rồi, tổng trở đã lên cao nha các bạn. Đó, các bạn xem cái đồng hồ là tổng trở đã lên cao. Đó, rồi bây giờ mình sẽ đo lại cái tụ để xem chính xác là cái tụ này không nha các bạn. Rồi, như vậy nguyên nhân là do cái tụ này rồi nha các bạn. Đó, nguyên nhân là do cái tụ BC3806. Đó, nguyên nhân là do cái tụ này nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ kiếm một cái tụ khác mình sẽ gắn vào nha các bạn. Và mình sẽ gắn vào mình test xem máy có xuất hình hay không nha các bạn. Đó, và mình sẽ kết thúc cái ban chạm dòng ăn dòng cao nha các bạn của cái con Dell Inspiron N5110. One hour later. Rồi, sau khi mình đã kiếm được một cái tụ khác nha các bạn, bây giờ mình sẽ gắn cái tụ này vào đây. Và mình sẽ gắn vào test xem máy có hoạt động và máy có xuất hình không nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ gắn cái tụ BC 3806 vào nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đo lại một lần nữa nha các bạn, trước khi mình sẽ gắn vào để mình test. Mời các bạn quan sát đồng hồ của mình nha.
Rồi, tổng trở ok nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ráp ráp cái bo này vào nha các bạn và mình sẽ test xem máy cái xuất hình không nha các bạn. Rồi mình gắn vào, bắt đầu mình sẽ đo thử nha các bạn tại con BU4002 xem có bị sọt không nha các bạn. Rồi ok. Tại cực D con BU4002 đã hết sọt nha các bạn. Rồi. Bây giờ mình sẽ cắm nguồn thử nha các bạn. Xem máy có dòng chạy không nha các bạn. Rồi các bạn quan sát cái đồng hồ dòng nha. Rồi như vậy là có nguồn 19 vào nha các bạn. Đây các bạn quan sát là nguồn 19 đã vào nha các bạn. Rồi ok. Rồi. Rồi nguồn 19 đã vào trong nha các bạn. Đó, nguồn 19 đã vào. Rồi bây giờ mình sẽ kích thử nha các bạn. Xem men nó hoạt động hay không. Rồi. Men đã hoạt động nha các bạn. À, để mình chỉnh lại cái đồng hồ dòng. Chỉnh qua DC nha các bạn. Rồi ok. Rồi các bạn quan sát lại nha. Ồ, hồi nãy giờ mình không chỉnh qua cái hang hang DC nha các bạn, mình để hang AC cho nên nó không có nhảy dòng. Rồi các bạn quan sát lại, bây giờ mình sẽ kích lại nha các bạn. Đây mình sẽ kích lại cho các bạn xem là đồng hồ dòng nó đã nhảy dòng nha các bạn. Rồi ok. Máy có dòng boost luôn nha các bạn. À, rồi ok. Bây giờ mình sẽ gắn vào màn hình xem cái men này có xuất hành hay không nhé các bạn, và mình sẽ kết thúc cái ban chạm dòng ở cái con N5110 này nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ để trong cho các bạn xem, mình sẽ để màn hình lên nha các bạn. Rồi máy đã xuất hình nha các bạn. À, ok các bạn, như vậy là máy đã xuất hình. Rồi như vậy nguyên nhân ở cái con Dell N5110 này là do bị lỗi cái tụ BC3806 nha các bạn, trên cái bo mini nha các bạn, trên bo nhỏ, cái bo nguồn á, nguồn adapter đưa vào. Thì sau khi mình đã cách ly thay thế cái con BC3806 thì máy đã xuất hình nha các bạn. Rồi video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.